Vâng, cửa hàng âm thanh Đức Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc đã truy cập và ủng hộ kênh của cửa hàng âm thanh Đức Hạnh. Vâng, clip tiếp theo của buổi chiều ngày hôm nay ngày 11 tháng 1 năm 2022. Cửa hàng âm thanh Đức Hạnh. Dạ. Đại gia thực thất. Cửa hàng âm thanh Đức Hạnh tiếp tục được chào đón đoàn khách hàng có địa chỉ tại thôn 5 Hương Ngải, Thạch Thất, Hà Nội. Vâng, những đồng chí này là những vị khách hàng đã từng mua các thiết bị bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh cung cấp rồi. Thì ngày hôm nay tiếp tục sản phẩm khách hàng đã chốt là một chiếc đầu băng phối Akai 747 trơn, đèn vu. Con sản phẩm này thì vừa về với cửa hàng âm thanh Đức Hạnh ngày hôm trước. Cửa hàng âm thanh Đức Hạnh cũng đã thông báo chi tiết đăng lên kênh rồi. Vâng, đoàn khách nhà hàng ở đây thì chủ của đoàn là anh Nguyễn Đăng Chức. Vâng, đồng chí này thì kém tuổi cả cô chủ shop cơ. Vâng, và đam mê âm thanh thì đồng chí khách hàng cũng đã chốt bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh trong thời gian vừa qua là một cặp loa Tannoy Tunberry GR. Sản phẩm là những chiếc đầu chiếc đài 3 số 7 khách cũng đã chốt rồi này. Omni Acouphase E480 khách hàng cũng đã chốt rồi này. Tiếp theo thì modem của ngày hôm nay là một chiếc đầu 747 trơn, đèn vu. Vâng, khách hàng cũng đã chốt. Cùng với đó thì chiếc nguồn và một chiếc băng Akai. Chiếc băng này thì cửa hàng âm thanh Đức Hạnh cũng đã có chương trình, khách hàng yêu thích rồi thì cửa hàng âm thanh Đức Hạnh cũng đã thông báo trên kênh để khách hàng có thể theo dõi kênh biết những sản phẩm gì đã có chủ trong ngày hôm nay. Và hiện tại thời điểm này thì cửa hàng âm thanh Đức Hạnh vẫn còn đủ các modem như đầu băng cối Akai từ 625, 630, 635 và có tí chị chọn nhé. Vâng, vậy cửa hàng cũng làm clip thông báo đăng lên kênh cho những vị khách hàng theo dõi kênh trên mọi miền được biết những sản phẩm gì đã có chủ trong ngày hôm nay. Và tất cả những sản phẩm trong buổi chiều ngày hôm nay cửa hàng âm thanh Đức Hạnh cũng đã đóng hàng cho khách hàng đây. Đấy. Vâng, sản phẩm thì đã đóng gói ở đây, chờ lát bưu điện vào lấy thì cửa hàng âm thanh Đức Hạnh sẽ vận chuyển cho khách hàng có đơn đặt hàng. Vâng, cửa hàng xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đoàn khách hàng có địa chỉ tại Hương Ngải, Thạch Thất, Hà Nội đã về cửa hàng âm thanh Đức Hạnh chốt những sản phẩm mà mình yêu thích chốt bên cửa hàng. Lỗ một cổng gỗ để đi mua đồ chơi Tết đấy. Vâng, đây là những vị khách hàng chuyên buôn bán gỗ thì phải. Vâng, vậy cửa hàng xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách hàng trong các video clip tiếp theo. Xin thân ái, chào tạm biệt.